Nhà văn Phan Nhật Nam cho rằng hầu hết những bi kịch cuộc đời của nhạc sĩ Trúc Phương đều bắt nguồn từ chữ tình, tình vận vào đời ông. Ông yêu bao nhiêu thì lại càng rơi vào nỗi khổ đau bấy nhiêu. Cho rất nhiều nhưng nhận lại chẳng bao nhiêu. Và có lẽ cũng từ những cái cay đắng đó, phải chăng đã là chất xúc tác để ông tuôn ra nhạc phẩm Thói Đời. Có một người quen với nhạc sĩ Trúc Phương kể lại rằng trong khoảng những năm đầu của thập niên 1970, sau một lần đổ vỡ thì bạn bè thường gặp Trúc Phương ngồi yên lặng bên những ly rượu nơi một quán nhỏ ở đường Tô Hiến Thành, quận 10, gần nhà của ông.
Có lẽ đó là một cách làm cho nhạc sĩ tạm quên đi những cay đắng của tình đời. Và đó cũng chính là lúc nhạc phẩm Thói Đời được sáng tác với những câu như: bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên chung thân ta giận cuộc đời, soi bóng mình bằng gương vỡ nát, nghe xót xa ngồi lên tròng mắt. Và người yêu ta rồi cũng xa ta, cỏ ưu tư buồn phiền lên xám môi. Thực ra thì phải nói là cỏ tương tư thì mới đúng. Cỏ tương tư tức là tương tư thảo. Tương tư thảo cũng là một cái tên gọi văn hoa của thuốc lá. Khi những người đang yêu nhau, nhớ nhau, hẹn hò nhau thì họ châm điếu thuốc, thả khói mơ màng, nhìn rất là thơ mộng và cũng rất là nghệ sĩ. Nhưng đối với Trúc Phương trong Thói Đời thì điếu thuốc là cỏ tương tư, nó lại biến thành cỏ ưu tư, làm cho đôi môi xám lại vì thương đau, nhung nhớ ngập tràn. Những giọt rượu nồng của cõi trần ai này lại càng gợi thêm niềm cay đắng để cho nỗi ưu tư in đậm đường trần. Và ông đã thở than rằng mình còn ai đâu để vui khi chót xa vũng lầy nhân thế. Nhạc phẩm Thói Đời đã gây xúc động cho hàng triệu con tim cùng chung số phận nghiệt ngã của cuộc đời. Sau 1975, cho dù bị cấm đoán, nhưng mà người ta vẫn hát, vẫn nghe và vẫn sống với những tâm tư sâu thẳm trong một sáng tác phản ánh trung thực nhất của tình đời trong thời điểm đó. Còn riêng bản thân của nhạc sĩ Trúc Phương thì Thói Đời lại như là một lời tiên tri thật chính xác cho quãng đời còn lại của ông suốt 20 năm sau cuộc đổi đời bi thảm từ 1975 đến 1995. Đời ai nhân gian ai chưa qua chưa phải là người. Trong thói đời cười ra nước mắt, xưa trắng tay gọi tên bằng hiếu, giờ giàu sang quên kẻ tâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta rồi cũng xa ta, nên chung thân ta dần cuộc đời. Đôi mắt nào từng đêm buốt giá, bên chiếu chăn tình xa nhịp thở, tiền đổi thay khi rủ cơn mê, để chua xót trên lối về. Diều trần ai gội niềm cay đắng, những ưu tư in đậm đường hằn, mình còn ai đâu để vui khi trót xa vũng lầy nhân thế. Có ưu tư muộn phiền lên xám môi. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên trắng đêm thui thủi một mình, soi bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa người lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Còn ai đâu để vui khi trót xa vũng lầy nhân thế. Có ưu tư muộn phiền lên xám môi. Bạn quên ta, tình cũng quên ta, nên trắng đêm thui thủi một mình, soi
bóng đời bằng gương vỡ nát, nghe xót xa người lên trong mắt. Đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Nghe xót xa người lên trong mắt, đoạn buồn xa ta đã đi qua, ngày vui tới ta vẫn chờ. Tôi là con gái lớn, tôi có 6 chị em. Tôi là Trúc Loan, em kế tôi là Trúc Linh. Tôi cũng cảm ơn tất cả những người đã yêu thương ba tôi, nhạc sĩ Trúc Phương, cũng như yêu thích cái dòng nhạc, những cái tác phẩm của ba tôi. Cái ngày ba tôi mất, thì ba tôi mất trong gia đình, trong sự thương yêu của mọi người, thì ba tôi vẫn ở nhà. Nhưng mà sáng hôm đó là ba tôi bị cái cơn hen suyễn nó tới bất ngờ, mà đưa vô bệnh viện. Ba tôi chết trên đường đi tới bệnh viện. Cho là lúc đó là tôi tới, tức tốc tôi chạy tới. Thì tôi là cái người ở bên cạnh ba tôi khi mà ba tôi mất. Có lần ba tôi nói với tôi là ba có một cái gia tài lớn để cho các con, là những cái tác phẩm của ba. Ba là một nhạc sĩ, ba có những cái tác phẩm mà để đời. Có những tác phẩm của ba là mọi người sẽ không có quên được. Tôi nghĩ là ba tôi cũng thoải mái. Khi mà ba tôi ra đi, ba tôi cũng thoải mái, chứ không có tiếc nuối gì hết. Anh đã để lại một nhạc phẩm mà Thanh Thúy hát, mừng là mừng, anh để lại một cái nhạc phẩm rất là hay và rất là buồn. Có thể nói là hát lên là tim mình nó đau nhói. Thì Thanh Thúy mừng là Thanh Thúy đã được nhạc phẩm đó, đó là nhạc phẩm Cảm ơn đời. Thanh Thúy nghĩ là quý vị mà khi nghe nhạc phẩm đó thì thấy rất là thương cho anh. Và có thể là khi mà Thúy nghe lần đầu tiên đó, Thúy đã khóc rất nhiều. Tại vì thấy sau cuộc đời anh tội quá. Nhưng mà thôi, tất cả là mỗi người một cái số vậy. Những không may tiếp theo sau để trôi tất cả, sống trong trên dòng đời lên đến chẳng mãi ấm gia đình. Đôi khi tội tình nhìn gương mà thương bóng mình, mới yêu xưa người đã cho ta những đam mê từng đêm rất lạ. Lúc chia xa để lại cho ta hồ nước mắt lưng trong, khi ta chạnh lòng ngồi ôm hạnh phúc lưng chừng. Trách gì cũng nước lạ người dưng, thôi thì yêu dù mùa yêu có buồn. Sợ mong manh đêm vui, sợ đơn phương chăn gối, sợ thuyền đi bỏ bến buồn tẻ. Giờ vương cơn đau
cõi xanh sao những cơn đau tuổi xuân rất là cảm ơn anh mẹ ban nơi ngơi người chút xót xa người thêm đôi tuổi trời thở hơi thở ấm ơn Theo lời nhận định của nhà phê bình văn học nghệ thuật Việt Nam thì nhạc sĩ Trúc Phương của chúng ta đã theo con đường âm nhạc rất sớm, và cái mà ông sớm có, sớm chịu ảnh hưởng và tồn tại trong tâm hồn của ông chính là âm hưởng của giọng hò thôn vắng, câu hát đưa em hoặc những điệu Nam Xuân, Nam Ai, Lý Con Sáo, và nhất là cái hơi rất mùi của sáu câu vòng cổ. Những điệu hát hò đó đã thấm vào xương tủy con người và sông nước ruộng đồng miền Nam. Nhạc của ông được nuôi dưỡng trong cái đại thể ấy. Bởi vậy cho dù sau này ông có trao dồi thêm nhạc lý Tây Phương, nhưng vẫn không thoát khỏi ảnh hưởng của nét nhạc dân tộc. Ông tự tin và không vọng ngoại. Ông tự hào về nhạc dân gian của quê hương. Nhờ vậy mà nhạc của Trúc Phương đã trở thành một món ăn tinh thần rất phổ thông và đắt khách. Nó đã tiếp sức ung đúc tình quê hương, tô đậm nét nhân bản, bảo tồn tính hiền hòa, chân thật khó kiếm của người miền Nam. Và sau những bước hành quân cùng trải qua một thời chinh chiến kéo dài, bây giờ thì chúng ta hãy trở lại với tâm hồn bình dị, nguyên thủy, đầy tình tự dân tộc của nhạc sĩ Trúc Phương, và cùng nghe lại một trong những sáng tác đầu đời của ông, đó là nhạc phẩm Tình Thắm Duyên Quê, để mãi mãi nhớ đến người nhạc sĩ tài hoa, hiền hậu, đã sống trọn cuộc đời cho nghệ thuật, cho quân đội và cho quê hương, đất nước, cùng với những đóng góp vô cùng giá trị cho nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta. Tình nồng thắm xuyên qua bao mái tranh, ngọt ngào hương thơm vương mãi tóc xanh. Những tình mặn mà là những tình đơn sơ, quê tôi vẫn đẹp đẹp mấy tình ngày thơ. Chiều làng quê say sưa trong tiếng ca, người làng quê yêu bông lúa thiết tha. Những mẹ già nuôi trông trẻ đùa sớm rơi, run run môi cười như tôi còn đôi. Con đò ngang
trên để nghe tiếng ai hẹn hò nhau vui duyên thắm gáy trời. Tiếng hò chơi với khi trăng ngả lãng lơi, đêm quê rộn ràng bao tiếng chạy buông lơi. Hàng dừa cao nghiêng mơ soi bóng sông, mộng ngày mai say sưa những ước mong. Gái miền sông hương hẹn trái miền cứu lâu, hai ta ước thề say thắm tình duyên quê. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.